Nè, mấy tên tiểu tử trong thành, nghe cho kỹ đây. Ta là tướng quân tiên phong Hoa Hùng, phụng lệnh tướng quốc tới đây thảo phạt phản tặc. Nếu như trong các ngươi ai có thể lấy được đầu của cẩu tặc Tào Tháo nạp cho ta, thì ta sẽ tha tội chết cho. Mau! Mau! Bẩm minh chủ, Hoa Hùng tướng quân tiên phong của Đổng Trác dẫn theo đại quân Tây Lương nơi đòi đầu Tào Tháo đang chửi bới ngoài cổng thành. Hoa Hùng là kẻ nào mà dám sức sườn tới như vậy? Kẻ này không thể coi thường. Hắn là người ở Quan Tây, được mệnh danh là viên mãnh tướng thứ tư dưới trướng của Đổng Trác. Thứ tư à? Vậy ba tên còn lại là ai vậy? Thứ nhất là Lữ Bố, thứ hai là Lý Giác, thứ ba là Quách Tị, còn thứ tư mới là Hoa Hùng. Các vị tướng quân, chúng ta vừa mới tụ họp mà quân Tây Lương đã tới khiêu chiến. Đây là trận đầu giữa quân ta và Đổng Trác. Trận này bắt buộc phải trảm tướng lập công để thể hiện thiên quy của nghĩa quân chúng ta. Mặt tướng xin được xuất chiến, nội trong 10 hiệp nhất định lấy được đầu của Hoa Hùng. Đây là thượng tướng quân của ta, Du Thiệp. Tốt, mang rượu ra đây, mời Du tướng quân một chén. Mạnh Đức à, tiếp tục nói kế sách của ngài đi. Được. Quân Tây Lương tinh nhuệ của quân Tây Lương chủ yếu là ở kỵ binh của họ. Mười mấy vạn kỵ binh này do hai tướng Lý Quách chia nhau thống lãnh, lần lượt gồm Long Tương Doanh và Hổ Bồn Doanh. Bao! 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 Bẩm minh chủ, dù tướng quân và Hoa Hùng giao chiến mới được một hiệp thì đã bị chém rơi xuống ngựa. Một hiệp sao? Hoa Hùng quả đúng là anh dũng mà. Ai dám ra nghênh chiến Hoa Hùng? Viên công, tôi có thượng tướng quân Phan Phụng, tay cầm một chiếc rìu phá núi nặng hơn 100 cân, dũng cảm muôn người khó địch. Người này nhất định có thể chém chết Hoa Hùng. Phan tướng quân đâu rồi? Có mặt tướng. Người dám ra trận không? Có gì mà không dám, rượu của mặt tướng đã khát máu từ lâu lắm rồi. Được, nếu ngươi chém được Hoa Hùng rớt khỏi ngựa, thưởng 100 lượng vàng, 50 con ngựa tốt. Tướng lĩnh, lấy rượu đi, đừng chén tiễn tướng quân ra trận. Ah! 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 Ah!
Nếu muốn công chiếm Lạc Dương, buộc lòng phải phá hộ Lào Quan, Tỷ Thủy Quan, Thập Bát Trấn chư hầu của ta chia thành năm nhánh binh mã tiến quân. Viên Minh Chủ sẽ dẫn một nhánh đánh chiếm Mạnh Tân, Tôn Văn Đài tướng quân sẽ dẫn một cánh quân đánh chiếm Thành Cao, Công Tôn tướng quân sẽ dẫn nhánh đánh chiếm Thái Cốc. Quá lớn rồi, quá lớn rồi, quá lớn rồi. Bẩm Minh Chủ, Phan tướng quân và Quan Hùng giao chiến chưa tới một hiệp đã bị chém rớt xuống ngựa. Cái gì? Lại bị chém rồi? Trời, lợi hại quá. Ghê gớm thiệt. Ghê gớm thiệt thôi. Chỉ một tên Hoa Hùng nhãi nhép mà đã khó đối phó như vậy, sau này phải gặp Lữ Bố thì biết phải làm sao. Ai dám ra đấu với Hoa Hùng, thưởng ngàn lương vàng, 100 con ngựa tốt. Ai dám ra trận? Đại ca, chỉ tiếc là thượng tướng Nhan Lương Văn Xú của ta không có đây. Nếu có một người ở đây thì Hoa Hùng sao dám làm càn như vậy được. Mã Công Thủ Quan Vũ xin đánh Hoa Hùng. Cái gì? Một tên cung thủ tiểu tốt như ngươi mà lại dám ăn nói ngông cuồng? Ngươi nghĩ các chư hầu bọn ta không còn đại tướng quân sao? Lùi xuống đi. Công Lộ huynh, bớt giận. Huynh xem, người này đã dám xin ra đánh, ắt có dũng lược, sao không cho hắn thử sức xem? Phải một tên cung thủ nhảy nhép xuất chiến, vậy khác gì để Hoa Hùng chê cười chúng ta chứ. Công Lộ huynh, huynh xem, người này mắt phượng mày tầm, tràn đầy khí khái anh hùng, làm sao Hoa Hùng biết được hắn chỉ là một cung thủ? Tôi nói tao nói phải lắm. Cung thủ như ca của ta còn hơn tất cả tướng quân chư hầu các ngươi ở đây. Nếu như không lấy được đầu của Hoa Hùng thì xin hãy chặt đầu Quan Mỗ để tạ tội. Ba huynh đệ Lưu Quang Trương nghĩa đồng sinh tử, nếu nhị đệ tôi không thắng, cứ chém đầu ba huynh đệ chúng tôi. Tốt. Lưu Quyền Đức quả không hổ là dòng dõi hoàng thất, hào khí ngất trời. Quân hiệu có, mau lấy rượu. Ta muốn nâng chén tiễn tráng sĩ này ra trận. Mời. Không cần. Một tên Hoa Hùng nhỏ nhoi cần gì mượn rượu? Các vị hãy chờ đó, Quan Mỗ đi xem về ngay. Nhị đệ cẩn thận. Đại ca, yên tâm. Không rõ nữa, chắc là thêm một kẻ rơi đầu nữa thôi à. Đúng rồi đó. Không biết có được không nữa đó. Đúng rồi. Mã Đằng tướng quân, hãy dẫn 5.000 binh mã đi tiếp ứng. Được.
Nếu tên cung thủ này chết thì sẽ cử ai ra ứng chiến đây? Đúng rồi. Quân Tây Lương quả nhiên là bất lương truyền. Không dễ đâu. Đúng rồi. Thêm trấn binh mã diệt giặc thứ 19, tướng quân thống lĩnh là Lưu Bị. Lưu Bị tuân lệnh. Nhị đệ, Ngô huynh lại kính đệ một chén. Chén rượu mừng đệ trảm Hoa Hùng một trận thành danh, khiến chư hầu các lộ nhìn huynh đệ chúng ta bằng cặp mắt khác. Đúng vậy. Nhị ca, huynh xách cái đầu của Hoa Hùng với cái ạch giữa đại đường, làm cho lũ chư hầu kia ai cũng trố mắt nhìn. Nào là thái sử, thái thú, tướng quân, để thấy một lũ bị thịt kém cỏi. Nhị ca, để cũng mời huynh một chén. Đại ca, quan mẫu không phụ lòng của đại ca và tam đệ, may mắn thành công. Đây, nào. Mời. Đại ca, có câu này thì phải nói trước. Nhị ca, huynh đã trảm tướng lập công rồi. Sắp tới, khi tên tiểu tử Lữ Bố đến đây, huynh không được đụng tới hắn, đến lượt đệ ra tay. Được, ta nhường cho đệ. Nhị đệ, tam đệ, bao huynh đệ ta đến họp hội minh lần này, từ lúc vào thành đã chịu đủ sỉ nhục. Thập bát lộ chư hầu rõ ràng không coi chúng ta ra gì. Trong thời buổi loạn lạc này, nếu chúng ta muốn có chỗ đứng vững chắc thì buộc lòng phải dựa vào bản lãnh của mình, giết giặc lập công mới có thể lập thành đại nghiệp. Đại ca, bây giờ huynh cũng coi như một lộ chư hầu rồi, tướng quân thống lĩnh trấn thứ 19. Từ nay chúng ta cũng có được địa vị ngang ngửa với các lộ chư hầu khác rồi. Chưa chắc. Chức tướng quân này của ta chỉ là hư danh thôi. Viên Thiệu minh chủ hứa cho ta binh mã lương thảo, nhưng có thấy gì đâu. Đệ đã sai tiểu hiệu đi lấy rồi. Đệ nghĩ Viên Thiệu đó là tam công bốn đời, giang danh thiên hạ,
chắc sẽ không đến nỗi nói mà không giữ lời đâu. Hơn nữa, vậy cả, huynh vừa chém qua hùng lập công cho ông ta. Nếu như Viên Thiệu mà tráo trở, để sẽ cho hắn một bạt tai á. Chủ nhân, chủ nhân, tướng nhân đã bị người ta đánh. Bị đánh à? Bị đánh, bọn họ đã tát cho tướng nhân một bạt tai. Ai đánh ngươi? Mày sao lại đánh? Tướng nhân dân lệnh nhị gia đến đại doanh để nhận lương hưởng, nhưng tên hậu tướng quân Viên Thuật hắn không đưa cho chúng ta một chút gì cả. Vậy ngươi có nói rằng chính Viên Minh Chủ ở trước các chư hầu hứa cho chúng ta 1,000 lạng vàng, 100 con ngựa, 500 thạch lương thảo không? Tướng nhân nói rõ ràng hết, nhưng mà Viên Thuật nói lương thảo chất đầy thành Lạc Dương, muốn lấy tự đi đến Lạc Dương mà lấy. Tướng nhân tranh luận với ông ta thì thuộc hạ của ông đã đánh tiểu nhân, còn mang chửi bà vì chủ nhân nữa. Hả? À, hắn chửi gì? Kể ta nghe không được bỏ sót, nói ta nghe coi. Bọn họ chửi, họ chửi chủ nhân là cái gì? Đồ may dày bệnh chiếu, mổ heo, đồ mổ heo bán chó. Ơi, khốn thiệt, cái lũ khốn đó. Nè, Tam Đệ, khoan đó. Vậy cả, huynh vừa theo bọn chúng vào sinh ra tử, giết giặc lập công, vậy mà cái lũ khốn đó nói không giữ lời. Vậy ca huynh cứ mặc để đâm cho tên Viên Thuật đó 1 vạn cái lỗ. Khoan nữa, trước tiên chúng ta nên đi nói lý lẽ với Viên Thiệu. Tên tiểu tử Viên Thiệu đó là kẻ chỉ giỏi nói ngoài miệng, dùng miệng lưỡi lý lẽ với hắn chẳng được tích sự gì đâu, chỉ có thể dùng ngón đao để lý lẽ. Tam Đệ không được cấp tốc. Theo ta thấy, bất kể là dùng lời hay dùng đao, e rằng cũng chẳng ích lợi gì. Vì sao? Viên Thuật là đường đệ của Viên Thiệu, hơn nữa còn do chính Viên Thiệu bổ nhiệm cho y làm tổng đề điều quan của hội minh. Ta lo rằng việc Viên Thuật không chịu cấp lương thảo binh mã cho chúng ta, Viên Thiệu biết rõ nhưng giả giờ không biết. Thật không thể ngờ huynh đệ họ Viên nức tiếng thiên hạ, khi làm việc lại quá quắt như vậy. Nếu đã lo lắng như vậy, mắc gì chúng ta còn ở đây ăn nhờ ở đậu, ở lại cái nơi khỉ gió này để chịu bực tức chứ. Chúng ta rời khỏi nơi đáng chết này, đi thôi. Tam Đệ đừng nóng, để nghe ý kiến của đại ca thế nào đã. Đại ca, hai đệ còn nhớ Tào Tháo không? Dĩ nhiên là nhớ. Người này ẩn chứa tài thao lược, hiểu biết rất nhiều, tính tình cũng rất trượng nghĩa, đối với chúng ta cũng không tội. Ta nghĩ tội gì không đi thỉnh giáo hắn trước rồi mới quyết định. Cái tên đó nhìn mặt giả nhân giả nghĩa, để thấy cũng chẳng phải hạng tốt lành. Để biết tại sao đại ca muốn tới thăm mấy người Lưu Bị. Vì sao? Đại ca muốn thu nạp họ về dưới trướng. Đúng vậy. Trong thời loạn lạc, có người muốn đoạt hoàng quyền, có kẻ muốn cướp thành trì, lại có kẻ muốn cướp binh mã và lương thảo. Nhưng đệ phải nhớ kỹ, anh tài chính là gốc rễ của đại nghiệp, anh tài quan trọng hơn tất cả. 3 người họ đều là anh hùng. Hơn nữa càng hiếm có ở chỗ bây giờ họ đều lâm vào cảnh đường cùng. Vào những lúc này, đệ chỉ cần tốt với họ 1 phần còn đáng giá gấp 10 lần lúc bình thường. À, đại ca, 3 người đó tuy giỏi nhưng mà thế lực đơn lẻ. Nếu đại ca muốn chiêu mộ họ, chỉ cần viết 1 lá thư cho 100 lượng vàng là được rồi, cần gì phải hạ cố tới thăm. Ngu ngốc. Có những người có thể gọi là tới ngay, nhưng cũng có những người dù để có réo gọi cả 100.000 lần chưa chắc hắn đã tới. 3 người này chính là vậy. Để không trông thấy dáng vẻ của họ trên soái đài à? Lưu Bị tuy ngồi ở chỗ thấp nhất nhưng phong thái hiền ngang. 2 người kia cũng vậy, khinh mạng quần hùng. Để có biết khi quan vũ sách đầu của Hoa Hùng quăng xuống ở đại đường, điều làm ta ngạc nhiên nhất là gì không? Là gì vậy? Là ánh mắt của Lưu Bị. Hắn không thèm chớp mắt lấy 1 cái, cứ xem như chuyện đó là chuyện rất hiển nhiên vậy. Loại người đó dù Thái Sơn có sập ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Xù xa khó lường. Phải, để nhớ ra rồi, đúng là như vậy. Đại ca, nếu huynh không chiêu mộ được 3 người đó, huynh sẽ làm sao? Không chiêu mộ được, vậy thì ta sẽ khiến họ chủ động đến đầu quân cho ta. Hay đó. Theo đệ thấy,
Đại ca, huynh mới đúng là anh hùng đích thực của thiên hạ. Lưu Quang Trương chẳng qua chỉ là anh tài mà thôi. Tại hạ Tào Tháo tới thăm Lưu tướng quân. Quá ra là Tào tướng quân đại gia quan lộc, không kịp đón từ xa, xin thứ tội. Thế nào, đây chính là phủ của tướng quân Trấn thứ 19 sao? Đúng vậy. Rất tốt. Ta thấy nó còn khí thế hơn soái đại của Viên Bản Sơ nữa. Sao Tào tướng quân lại nói như vậy chứ? Bởi vì soái đại của Viên Thiệu tuy hiển hách, nhưng dây quanh toàn là một lũ tầm thường và tiểu nhân hám lợi. Còn gian nhà Tranh này lại có ba huynh đệ có nghĩa khí ngất trời. Nghe nói ba người này không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tào Mỗ dù ở xa ngoài trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được cái khí khái anh hùng tỏa ra từ mái nhà Tranh này. Tào Tháo, huynh nói nghe hay lắm hả? Vậy mà lúc nãy tao còn chửi huynh đó. Xin hỏi Dược Đức lão đệ đã mắng ta gì vậy? Ta vừa mắng huynh giả nhân giả nghĩa, đã đắc tội rồi. Dược Đức lão đệ chửi đúng lắm. Tào Tháo thà là nghe đệ chửi còn hơn là nghe những lời rót mật vào tai giả nhân giả nghĩa. Hay lắm, nói thật lại. Huynh nói làm ta nghe mà dễ chịu quá chừng à. Huynh có biết không hả? Cái tên Viên Thuật đó hẳn đúng là một kẻ chẳng ra gì. Tam đệ, à, xem ra Viên Thuật đã nuốt lời rồi. Có thể Viên Bản Sơ chỉ tạm thời sơ xuất. Ba vị nhìn xem, trên xe này có 1000 cân lương thảo, 100 cân thịt chín và cả 10 giò rượu ngon. À, Viên Thiệu đã đem phần ban thưởng phát cho chúng tôi rồi sao? Không phải Viên Thiệu mà của đại ca tôi. Đại ca tôi nghe nói Viên Thiệu dám gây khó dễ cho ba vị anh hùng, lập tức sai tôi trích một phần trong kho lương của mình đem tới giúp đỡ ba vị anh hùng. Đa tạ Tào tướng quân. Đa tạ. Một chút hòa mọn bày tỏ chút lòng thành mà thôi. Có điều không phải ta tự khoe, 10 giò rượu ngon này chính là rượu ngon 100 năm của Bái Quốc. Mỗi giò đều đáng giá 100 lượng vàng. Có thật không? Vậy thì tốt quá hả? Rượu ngon có thể mời anh hùng nếm thử cũng là phúc phần của rượu ngon. Tào Nhân à. Dạ. Để hãy cùng Dân Trường và Dược Đức đối ẩm, ta với Lưu Tướng Quân nói chuyện một lát. Được. Được đó. Đi, mang rượu tới. Mời Tào Công vào trong. Mời. Tập 5. Tào Nhân à. Dạ. Để hãy cùng Dân Trường và Dược Đức đối ẩm, ta với Lưu Tướng Quân nói chuyện một lát. Được. Được đó. Đi, mang rượu tới. Mời Tào Công vào trong. Mời. Mời. Từ bên này. Từ thôi. Nà. Kinh thành động trác làm loạn, Cửu Châu chiến hỏa nổi lên, quân dân sĩ tử đâu đâu cũng chìm trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. 400 năm nhà Hán sắp một ngày suy tàn. Ta là dòng dõi Lưu Thị, làm sao ăn nói với vong linh tiên hoàng trên trời? Đau đớn thật. Ta thì lại khác với tướng quân. Một mặt là nỗi đau, một mặt thì lại cảm thấy mừng. Dám hỏi Tào Công vì sao lại mừng? Hả? 500 năm rồi đến nhà Thương. Thương được 500 năm rồi đến nhà Chu. Chu được 300 năm thì đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, là lúc thiên hạ đại loạn mới sản sinh ra những anh hùng. Từ đó cho thấy vận nước thịnh suy ngắn dài đều do ý trời, không có loạn thế làm sao có anh hùng. Tướng quân nghĩ xem, nếu trong thời thái bình thịnh thế, huynh chỉ có thể là người may giày bệnh chiếu, còn ta chỉ có thể là một viên hiệu úy giữ thành. Chỉ khi thiên hạ này đại loạn, ta với huynh mới có thể tạo lập công danh muôn đời.
xem ra Tào Công vì loạn thế mà sinh ra. Sinh ra trong thời loạn là bất hạnh, nhưng nếu có thể trị được loạn thế, chẳng phải chính là may mắn trong bất hạnh. Dám hỏi Huyền Đức huynh, lần này hội minh có chí hướng gì? Lưu Bị tuy bất tài, nhưng lại muốn lo cho hưng vong của thiên hạ, diệt giặc an bang, phục hưng nhà Hán. Tốt. Vậy làm sao mới có thể thực hiện được hùng tâm của huynh? Gốc rễ của đại loạn trong thiên hạ đầu tiên là do lòng người đại loạn. Vì vậy, muốn yên được thiên hạ thì phải có được lòng người. Mà gốc rễ của lòng người chính là ở nơi đạo trời, ban nhân nghĩa, giữ trung hiếu. Tại hạ cho rằng bây giờ an thiên hạ đã là chuyện không thể, nhưng lấy thiên hạ thì lại có thể. Mà cái đạo lấy thiên hạ là ở quyền mưu. Có được quyền mưu, anh tài ắt sẽ quy tụ. Trên có vua hiền tôi giỏi, dưới có tinh binh mạnh tướng. Chẳng lẽ Tào tướng quân có chí muốn làm vua? Huynh muốn lật đổ nhà Hán tự lập triều mới sao? Tào Mỗ làm sao dám có suy nghĩ vọng tưởng như vậy? Có điều lần này ta vừa vào thành đã cảm thấy các lộ chư hầu lý tiếng là kết minh, thực tế là đấu đá lẫn nhau. Kẻ ôm mộng cao chí lớn không phải con số ít. Về điểm này tại hạ cũng có sự đồng cảm. Tại hạ luôn nghĩ, vì sao Viên Thiệu chỉ hô hào một tiếng thì thập bát lộ chư hầu lũ lượt tề tụ hội minh? Lẽ nào bọn họ thật sự muốn giết giặc vào Hán? Chưa hẳn. Loạn tặc động trác, chúng là một thứ sử Tây Lương, quyền vị còn không bằng các chư hầu đó. Giờ thì sao? Ở nơi kinh thành miệng hô dương pháp, độc bá triều cương. Điều này khiến cho các chư hầu trong thiên hạ cảm thấy bất bình. Họ sẽ cảm thấy rằng một kẻ thấp hèn Tây Lương ngày trước sao có thể xứng với triều đình được. Thứ cho tại hạ nói thẳng, thay vì nói bọn họ thù hận Đổng Trác, cứ nói họ đố kỵ Đổng Trác thì đúng hơn. Vậy là vội vàng khởi binh, vội vàng hội minh, ý đồ chính là muốn nhân lúc thiên hạ đại loạn giành lấy địa bàn cho mình, mở rộng thêm thế lực cho mình. Bọn họ không phải đang cứu thiên hạ, mà chỉ muốn thừa lúc loạn để giành lấy thiên hạ, thừa loạn chia thiên hạ. Cho nên tại hạ mới cho rằng gốc rễ của đại loạn thiên hạ đầu tiên chính là ở lòng người đã đại loạn. Huynh với Lưu Bị nói chuyện thế nào rồi? Để nói trước xem, để với Quan Vũ, Trương Phi uống rượu thế nào rồi? Tốt lắm. Quan Trương hai người đó đúng là một lòng trung nghĩa, hào khí ngất trời. Hay, hay, là anh hùng hiếm thấy trên đời đó. Anh hùng như vậy lại không thuộc về ta, mà lại rơi vào tay Lưu Bị. Đáng tiếc, đáng thàn, đáng hận mà. Không lẽ Lưu Bị không để đại ca chiêu mộ về dưới trướng? Người này không phải đồ ở trong túi, cũng không phải cá trong ao. Chí lớn ẩn chứa của hắn đâu có để cho ta dùng. Chỉ mong sau này đừng trở thành kẻ thù lớn của ta là được.
tiền à? Con thấy rồi chứ, thành trì ở phía trước mặt chính là đại bản doanh của Viên Thiệu. Nghĩa phụ, có ngựa xích thố và phương thiên quả kích trong tay thì thập bát lộ chư hầu chỉ là cỏ rác. Lát nữa khi giao chiến, con sẽ tự tay chặt đầu của Viên Thiệu để báo đáp công ơn của nghĩa phụ. Tốt tốt tốt. Con ta là anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch hả? Có điều Viên Thiệu hắn chỉ được cái hư danh không đáng lo ngại. Đầu chó của hắn cứ gửi tạm trên cổ của hắn đi, nhưng còn một cái đầu khác, Phụng Tiên, con phải nhớ lấy về giùm ta đó. Là đầu ai? Ác tặc Tào Tháo. Tên tiểu tử này ta hận hắn thấu xương, vì mong băm hắn thành trăm mảnh, đốt xương cốt của hắn thì mới thoát được cơn giận của ta. Xin nghĩa phụ cứ yên tâm, nhi thần hứa nhất định sẽ chặt đứt đầu của Tào Tháo. Con nhìn kia, nhìn coi cổng thành ở trước mặt hết sức cao lớn và kiên cố. Quân Tây Lương ta chỉ giỏi đánh giả chiến, không giỏi về công thành. Lỡ như Viên Thiệu hắn cố thủ còn chịu đánh, vậy thì ta sẽ gặp khó khăn. Nghĩa phụ có cao kiến gì? Ta thấy hay là như vậy, cho đại quân mai phục ở đây, con dẫn thêm 100 quân tới trước khiêu chiến, dẫn dụ Viên Thiệu rời khỏi thành. Chúng ta sẽ ở bên ngoài đấu với hắn một trận sống mãi. Không cần 100 người, mình con là đủ. Chà. Viên Thiệu, Tào Tháo, các ngươi ra đây. Nếu không muốn làm rùa rụt đầu thì mau ra đây đi. Các trấn chư hầu bên trong nghe đây, các ngươi nhát gan như chuột, rụt đầu như rùa, hãy xem Lữ Bố ta dạy dỗ các ngươi thế nào. Các chư hầu trong thành, không phải các ngươi có thập bát trấn sao? Hôm nay Lữ Bố ta sẽ tặng cho các ngươi thập bát tiễn. Viên Thiệu, ngươi không phải là tam công bốn đời sao? Không phải vang danh khắp thiên hạ sao? Sao không dám đấu một trận với Lữ Bố ta? Tại sao lại nhát gan như chuột, rụt đầu như rùa? Tập bát trấn chư hầu các ngươi cam chịu làm chủ cả đời hay sao? Gia nô ba họ, đừng quá ngông cuồng, có ta Trương Dược Đức ở đây. Ngươi gọi ta là gì? Gia nô ba họ. Ta đường đường là Lữ Bố, tại sao lại thành gia nô ba họ? Tiểu tử ngươi họ Lữ đúng không? Đúng. Trước ngươi nhận đinh nguyện tướng quân làm nghĩa phụ, sao động trác dùng một con ngựa xích thố thì đã mua chuộc được ngươi? Ngươi chỉ vì một con ngựa mà lại tận tay giết chết nghĩa phụ đinh nguyện, sau đó nhận động trác làm nghĩa phụ, ngươi không phải gia đô ba họ thì là cái gì? Gia đô ba họ, mau chịu chết đi. Gia đô ba họ, nạp mạng đi. Rồi. Hãy
giao đấu ba họ, sức cũng mạnh lắm. Lưu tướng quân, ngươi là anh hùng hào kiệt, động tác là loạn thế gian tặc, vì sao ngươi phải xả thân vì giặc? Sao không quy thuận triều đình, vì Đại Hán sáng lập công danh hiển hách? Lúc này ba quân đệ ta đã lấy mạng ngươi dễ như lấy đồ trong túi, nhưng tiếc cho phận anh hùng, ta không nhẫn tâm giết ngươi. Hãy nghe lời ta, mau bỏ túi theo sáng. Đại ca, không cần lưu thủ giảng, giờ nô ba họ
Hãy đỡ. Võ nghệ cao cường, không khổ danh nhân trong Lữ Bố Mã Trùng Xích Thố. Đáng tiếc anh hùng như vậy lại rơi vào tay của kẻ gian. Đại ca, huynh lại động lòng trắc ẩn rồi, người này không thể giao hóa được đâu. Đại ca, gì ca, bây giờ nên thừa thắng xông lên truy sát mới phải. Nè, đại quân động tác chắc chắn đang nấp sau núi, vì đệ Tam đệ không được đuổi theo. Nếu hắn ở đây, đúng lúc mới thu cấp hắn, đuổi theo đi. Tam đệ, Tam đệ, quay lại mau, quay lại mau. Vì Minh Chủ, thế giặc đang nguy, cơ hội hiếm có, mau truyền lệnh tiến quân đi. Được, các tướng nghe lệnh, mở rộng cổng thành, tiến đánh động trác. Tuân lệnh, tuân lệnh. Xuất trận, mau. Mau, mau lên. Tào Nhân. Dạ, tướng sĩ của ta đang ở đâu? Tất cả đều đã tập trung, đang ở thành Đông Đại Lĩnh. Tốt, theo ta tiến thẳng Hổ Lao Quan, công phá Lạc Dương. Dạ. Viên Thiệu đã bị quân ta đánh tan tác, thương vong vô số, nhưng mà vẫn còn lại một số tàn dư, có thể sẽ đánh vào kinh thành cướp đoạt thánh giá, cho nên chúng ta không thể không đề phòng. À phải rồi, gần đây có một bài đồng giao, đằng đông một nhà Hán, đằng tây một nhà Hán, dời đô vào Trường An, không có việc gì khó. Hay, nói rất hay hả? Đông đô Lạc Dương tồn tại 200 năm, khí số đã từng. Ta quan sát thiên tượng, thì đề khí dưỡng ở Trường An. Cho nên, ta quyết định phụng giá về Tây, dời đô đến Trường An. Vì vậy, các vị bách quan công khanh, hãy mau mau chuẩn bị gì hả? Thu xếp khởi hành thôi. Bẩm tướng quốc, kể từ sau bạo loạn Hoàng Cân, chiến trận liên miên, từ lâu đã biến Trường An thành một đống hoang tàn đổ nát. Nếu như tướng quốc tây dời về Trường An giống như bỏ cung thất đi tìm ngói dụng, hoàn toàn không ổn chút nào hết. Cúi xin tướng quốc mình xét. Người hiểu cái gì quốc gia đại sự? Dời đô về Trường An, đó là trùng hưng Dương triều Đại Hán, là đại kế trăm năm. Lạc Dương tối, Trường An sáng. Dời đô về Trường An chính là bỏ tổ theo sáng. Khải bẩm tướng quốc, kinh đô Lạc Dương là mạch máu của triều đình,
Nếu như vô cớ rời bỏ tông miếu Hoàng Lăng sẽ dẫn tới triều đình đại loạn, ba tánh lầm than, sự việc liên quan trọng đại, mong tướng quốc suy xét thận trọng. Suy xét thận trọng? Ta đã làm gì không suy xét thận trọng hả? Trường An có hàm cốc quan hiểm trở, có lũng sơn che chắn, gạch gỗ ngói cát xây dựng hoàng cung có được dễ như trở bàn tay hả? Chúng ta chỉ cần nửa tháng là có thể xây dựng một tòa cung điện, nó thoải mái hơn Trường Lạc cung rất nhiều á hả? Phải rồi, chúng ta sẽ đặt cung điện đó tên là Giang Lạc Cung. Giang Lạc Cung. Tướng quốc, ngài đột ngột dời đô, ngựa xe làm sao lo kịp, bách quan sắp xếp thế nào, lê dân ba tánh thì phải làm sao đây tướng quốc? Chúng ta có chiến xa binh mã, bách quan cứ ngồi lên đi là được thôi. Còn về phần bọn dân đen ở trong thành, mang như cỏ rác, muốn sống muốn chết, ta không thể quan tâm nhiều như vậy được. Mà kệ chúng đi, kệ chúng đi hả? Tướng quân à, nếu đã vạch kế hoạch dời đô vậy à, xin hỏi à, ngày nào à, mới khởi hành? Người coi đây mới là điều các ngươi cần hỏi đó hả? Nghe đây, ta làm việc trước giờ luôn là nghiêm túc nhanh chóng, sẽ dời đô ngay ngày hôm nay. Vậy là đầu giờ ngọ hôm nay sẽ khởi hành dời đô. Tướng quân, đột ngột dời đô sẽ khiến cho triều cương rối loạn, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tên tặc tử nhà ngươi chắc là tư thông với Viên Thiệu, ngăn cản đại kế của ta, mưu mô bất chính. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Các vị ai khanh, còn ai có kiến nghị gì mau nói thẳng ra đi, ta sẵn sàng nghe. Hả? Nói thẳng ra đi. Hả? Nói đi, cứ nói đi. Nói đi. Nói đi. Có hay không? Chúng thần tuân lệnh. Tốt. Các người đâu? Dạ. Hầu hạ thiên tử khởi giá. Dạ. Có lệnh, hoàng cung, tông miếu, lăng đế, đài cát tiêu hủy toàn bộ, không được để lại cho bọn giặc. Động Trác dời đô về Trường An, Hán đô Lạc Dương mấy trăm năm bị thiêu hủy thành tro, Hào Thương Phú Hộ bị tịch thu tài sản, tông miếu lăng đế bị khai quật hết. Thần Lưu Bị kính cẩn nghiêng mình trước các vị tiên hoàng, động tặc nhiễu loạn thiên hạ, làm nhục cung đình, hủy hoại tông miếu, khinh nhờn hoàng cương. Thân là hậu duệ hoàng tộc mà không thể diệt giặc lập công, cũng không thể bảo vệ muôn dân, thật đáng hổ thẹn. Hổ thẹn với liệt vị tiên tổ tiên hoàng.
Đại ca, nói về con là được rồi hả? Ai biết các tiên đế gia họ có nghe huynh nói hay không? Lưu Bị, hôm nay xin lập lời tề trước các vị tiên hoàng, đời này kiếp này nhất định diệt được phản tặc, bình định bốn biển, trùng tu tông miếu, chấn hưng hoạt tập. Quyền đức lão đệ. Ta muốn hỏi đệ, Viên Thiệu ở đâu? Tôi nghe nói ở trên điện Gia Đức đang mở tiệc rượu mừng công cho Tôn Kiên. Đệ có muốn cùng ta đi gặp hắn không? Được, tôi đi với huynh. Tôn Trung Quân, mời. Mạnh Đức huynh ban sứ hồi triều rồi à? Tình hình sao rồi? Đại thắng trở về hả? Có cứu được thánh giá chưa? Ta không thắng trận, ta đại bại về đây, hơn nữa còn bại thê thảm. Ta ngày đêm dẫn binh truy sát Động Trác, không ngờ tại Quỳnh Dương bị Lữ Bố phục kích, người ngựa thương vong quá nữa. Nếu không nhờ Tào Hồng nhường chiến mã của hắn cho ta, giờ này ta đã vong mạng dưới kích của Lữ Bố rồi. Mạnh Đức một mình dẫn binh đi, anh dũng vô cùng, có bại cũng vinh quang. Vậy sao? Hả? Ta cũng có một câu chất chứa tận đáy lòng muốn nói. Quỳnh nói đi. Trượng phu và tiểu nhân không thể chung đường. Tào Tháo, người nói câu này là có ý gì? Viên Thiệu, Viên Minh Chủ, từ lúc hội minh đến nay ít nhất cũng có 3 cơ hội có thể tiêu diệt được Động Trác, nhưng mà đều bị các người làm cho tiêu tan hết. Lần thứ nhất là lúc bọn ta bắt đầu hội minh, ta kiến nghị nhân lúc Động Trác chưa phòng, chia 5 cánh quân công phá Lạc Dương, nhưng các ngươi không nghe. Lần thứ hai là lúc Động Trác vừa mới xuất quan, ta đã kiến nghị cho kỵ binh tập kích vào đại doanh hậu phương của Động Trác, nhưng các lộ chư hầu cứ mưu tính riêng, tranh quyền đoạt lợi, đấu đá lẫn nhau, không ai đồng ý cho xuất binh. Lần thứ ba chính là lúc Động Trác lui binh về Tây, lúc ta dẫn binh truy sát, các người cũng nên hành động, phải tất cả binh hùng tướng mạnh ngày đêm đến hỗ trợ cho ta, nhưng các người đều án binh bất động, khiến cho ta đại bại. Câu này thì Mạnh Đức huynh nói sai rồi. Tại sao huynh lại truy sát Động Trác? Đó là vì huynh ham được lập công, một mình dẫn binh đi. Tại sao chứ? Huynh muốn một mình cướp được thiên tử. Rồi sao? Gặp phải quân mai phục của Động Trác cho nên mới đại bại thôi. Không sai, ta đã hơi khinh suất nên mới bị bọn chúng phục kích. Nhưng mà sau khi ta bị phục kích, nếu như có được hơn vạn tinh binh tiếp tục truy sát bọn chúng, nhất định có thể trảm được Động Trác, cướp lại thánh giá. Bởi vì đã một lần phục kích rồi thì tuyệt đối không thể phục kích lần thứ hai. Sau khi Động Trác phục kích thành công, dĩ nhiên Dương Dương Tự Đắc trở nên khinh địch, chắc chắn nghĩ rằng chúng ta không dám truy sát nữa. Hoàn toàn không ngờ sau đợt truy binh này lại có tiếp đợt truy binh khác. Lời của Mạnh Đức đúng là tinh túy của binh pháp.
chỉ tiếc rằng sau khi ta bại trận, quả thật không còn sức truy sát nữa. Vậy mà về đến kinh thành này, các vị chư hầu lại ngang nhiên ngồi đây giết dê mổ trâu, uống rượu hưởng lạc. Tào Mỗ lần này đại bại đã nhìn thấy rõ tâm địa của các vị đây. Các người lấy cớ diệt giặc phò Hán, trên thực tế chỉ là đang mưu lợi cho cá nhân mình. Tào Mỗ vô cùng hổ thẹn, kính cẩn cáo từ. Thế như vậy là Quyền Đức cũng đi luôn à? Thật ra tại hạ đã cáo biệt từ lâu, chỉ vì trong lòng vẫn còn có ý định báo quốc cho nên cứ trù trừ chưa đi. Viên minh chủ đã hỏi vậy, tại hạ xin được nói thẳng, ba huynh đệ chúng tôi từ lúc hội minh lập nhiều công to, nhưng mà không hề nhận được sự ban thưởng xứng đáng, ngược lại cứ bị làm khó đủ điều. Hôm nay Lưu Bị cũng bảo gan hỏi huynh đệ Viên Thị một câu. Như vậy đây, có phải muốn diệt giặc phò Hán không? Hay là lấy danh nghĩa diệt giặc, thừa cơ cướp đoạt thiên hạ? Bởi vậy Lưu Bị tôi thà buôn ba ngoài đồng quan, chứ không dám đứng cùng các người. Viên minh chủ, Tôn Kiên từ lúc nhập minh đến nay lúc nào cũng dẫn quân đi đầu, phá Bạch Mã đánh Hổ Lao, nhưng mà không hề nhận được chi viện gì từ Đại Doanh, khiến cho các đệ tử Giang Đông thương vong quá nữa.
Quyền Đức à, Lưu Bị bái kiến công tôn tướng quân. Hiền đệ à, để xem thử thư xin cầu viện của Đào Kim gửi cho ta. Tào Tháo đích thân dẫn 50,000 quân đánh vào Từ Châu, Đào Kim đang gặp nguy hiểm. Lão đệ, theo đệ, ta nên giúp cho Đào Kim hay là không giúp? Xin hỏi ý của tướng quân ra sao? Ý ta muốn giúp Đào Kim, nhưng mà hiện nay ta vốn binh ít tướng yếu, không phải đối thủ của Tào Tháo. Hơn nữa còn Viên Thiệu và Viên Thuật mỗi người có hơn 20,000 binh mã, lại ngồi nhìn thành bại, ta sao có khả năng cứu Từ Châu đây? Cho dù ta có dốc toàn lực lượng, hơn nữa nếu may mắn thành công, ta sẽ có được gì? Chẳng qua ta chỉ có được người bạn già yếu như Đào Kim thôi, nhưng lại đối đầu với kẻ thù mạnh như Tào Tháo, Viên Thiệu, vậy không đáng, không khôn ngoan. Nghe tướng quân nói, tại hạ hoàn toàn không tán đồng đâu. Đào Cung Tổ là Khâm Lệnh Tiên Đế, trung nghĩa phúc hậu, trị Từ Châu đã lâu tài đức lan xa. Tào Mạnh Đức lấy danh nghĩa báo thù cha, thừa nước đục thả cột, mưu tính sáu quận Từ Châu. Tuy nói là loạn thế tranh hùng dựa vào thực lực, nhưng tại hạ cảm thấy cuối cùng ai lấy được lòng dân thì người đó có được thiên hạ. Lần này tại hạ tới đây là tại hạ muốn từ biệt tướng quân, tại hạ đến Từ Châu cứu viện Đào Kim. Ta nói Lưu Bị đệ, đệ có được bao nhiêu binh mã chứ? Vẹn vẹn 2-3,000 người lại dám đi phá đạo quân 50,000 của Tào Tháo. Đệ chỉ như là trứng chọi với đá thôi. Lưu Bị chưa chắc là trứng, còn Tào Tháo kia cũng chưa chắc là đá đâu. Thôi được, nếu như đệ đã quyết định đi, vậy ta sẽ cho đệ mượn 3,000 tinh binh tăng thêm thành thế. Đa tạ công tôn tướng quân. Tại hạ không mượn tướng quân bất kỳ binh mã nào, chỉ xin tướng quân cho mượn một người. Mượn ai? Thường Sơn Triệu Tử Long. Sao đệ chỉ mượn duy nhất của Triệu Dân? Người đời chỉ biết Lữ Bố nổi danh thiên hạ, nhưng không biết đến cái dũng của Triệu Tử Long, vượt xa cả thất phù Lữ Bố. Tử Long nè, tướng quân, ngươi bằng lòng đi theo Lưu Bị đến giải cứu Từ Châu không? Mặt tướng bằng lòng. Ta đã thấy rõ rồi, hai người đúng là anh hùng quý anh hùng. Hả? Được, Tử Long à, vậy ngươi hãy đi theo Lưu Bị đi. Xin đa tạ. Xin đa tạ. Tuy công tôn tướng quân có hàng vạn binh sĩ, nhưng anh hùng chân chính chỉ có Tử Long thôi. Thật ra tại hạ từ lâu rồi đã rất ngưỡng mộ nhân phẩm của Quyền Đức quân. Từ nay về sau, chỉ cần chủ công hạ lên một tiếng, tại hạ không từ nan, dùng vô số lửa bổng. Được, Tử Long, từ nay Lưu Quang Trương Triệu sẽ kết tứ quân đệ ý đệ thế sao? Xin đội ơn chủ công. Tử Long, chúng ta phải mau trở về huyện Bình Nguyên sáng sớm ngày mai, kịp đến Từ Châu. Theo như ta tính, Đào Kim cầm cự không được lâu đâu, e rằng sẽ bị phá thành trong vòng 3 ngày. Tuân lệnh, tại hạ có một chuyện chưa rõ. Cứ nói. Viên Thiệu, Viên Thuật ngồi giữ 10,000+ đại quân chỉ là để nhìn nhau, không muốn phát binh ứng cứu Từ Châu. Chủ công, không đến 2,000 quân, tướng chỉ có Quan Trương Triệu, vậy tại sao dám đối đầu với Tào Tháo? Được, hỏi hay lắm. Nếu Tử Long không hỏi, sớm muộn gì ta cũng cho đệ biết. Thiên hạ hiện nay, tất cả anh hùng hào kiệt chỉ dựa vào binh mã để xưng bá một phương. Nhưng Lưu Bị ta, binh mã kém xa bọn họ rất nhiều. Nhưng ta có hai thứ mà bọn họ không hề có. Thứ nhất, ta lấy nhân nghĩa làm gốc để lập thân, chứ đau làm người. Bởi vì thiên hạ đại loạn trước tiên do bởi lòng người lầm lạc. Muốn trị thời loạn phải lấy được lòng người. Ta nhất quyết lấy nhân chống bất nhân, lấy nghĩa chống bất nghĩa. Thứ hai, ta là thân hậu duệ nhà Hán, dẹp giặc cứu nhà Hán là mục tiêu suốt đời. Đào Khiêm là quan khâm mệnh của tiền đế, vốn lấy nhân nghĩa để trị, giúp ông ấy là giúp nhà Hán. Còn Tào Tháo mượn cớ báo thù cha,
mục đích để lấy Từ Châu, muốn thâu tóm thiên hạ, rõ ràng là giả tâm ai ai cũng biết. Ta khởi binh kháng Tào chính là lấy nhân chống bất nhân, lấy thiên hạ đại nghĩa chống bất nghĩa của kiêu hùng. Cho dù trận này thất bại, người đời cũng có thể thấy được một sự việc. Việc gì? Chính đạo bất dòng, đại nghĩa vĩnh tồn.